Làm từ sáng giờ cũng gần xong cái đống lăng xê các bạn đặt rồi. Đây nó vẫn còn hơn 150 nữa này. Tôi đang cố gắng buộc lốt. Đây số này này đã xong rồi. Đây. Của bạn lăng xê của bạn Văn Anh Phạm bạn đặt năm trước có rồi nhé. Với cả một bạn gì nữa đằng dưới huyện Hoài Đức có đặt 10 trước thì cũng xong rồi nhé. Nếu mà các bạn khi nào lấy thì các bạn nhắn tin cho tôi để lại số điện thoại thì tôi sẽ liên lạc trước với các bạn. Nếu mà ai mà muốn lấy thính ấy, ai mà muốn lấy cái loại thính ấy, của tôi ném lăng xê ấy, thì phải nói trước với tôi mấy hôm để tôi chuẩn bị tôi làm. Nói trước với tôi khoảng 2-3 hôm thì tôi để tôi còn chuẩn bị tôi làm. Cái thính của tôi làm thì tôi bán bây giờ là tôi bán 3 lạng là 50.000. 3 lạng này các bạn có thể đi câu được khoảng tầm 5 đến 10 buổi. 5 đến 10 buổi đi câu. Rồi, ok, bạn nào đặt hàng rồi thì vào nhớ vào xem. Bạn nào mà muốn đặt hàng thì liên hệ với tôi bên dưới nói chuyện hợp lý thì tôi sẽ làm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.